Ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với một nữ nhân viên được giao nhiệm vụ đưa đón trẻ của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2. Người này bị bắt để điều tra liên quan việc bé trai 5 tuổi tử vong trong xe đưa đón của trường. Đại diện Công an thành phố Thái Bình cho biết đã triển khai điều tra khám nghiệm tử thi, nhận định bước đầu cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài dưới thời tiết nắng nóng và bị đói. Các yếu tố trên khiến sức lực của cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp nên có thể cháu bị suy hô hấp. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người để tiến hành điều tra theo quy định.